Xin giới thiệu với tất cả các bạn nữ ca sĩ Quỳnh Nga. Xin chào Dũng và xin chào khán giả của chương trình Music Play. Ngày hôm nay Quỳnh Nga rất là vui khi được ngồi đây để có thể ngồi bàn chuyện âm nhạc với cả mọi người. Rất là vui vì ngày hôm nay có thể gặp gỡ và trò chuyện với chị trong chương trình Music Play này. Và như mẹ Dũng được biết thì một năm trước thôi thì chị cũng đã lập gia đình đúng không ạ? Và chị có thể chia sẻ một chút là cuộc sống của chị sau một năm với công việc gia đình thì sẽ như thế nào? Trong thời gian vừa qua thì Quỳnh Nga hoạt động âm nhạc không có nhiều lắm. Bởi vì Quỳnh Nga nghĩ rằng là dù gì mình mới lập gia đình thì cũng nên là chăm sóc cho cái gia đình nhỏ của mình một chút xíu. Để bây giờ Quỳnh Nga bắt đầu trở lại với hoạt động nghệ thuật sẽ được mạnh mẽ hơn, có nhiều năng lượng hơn. Trong cái quá trình mà chị mặc dù là lập gia đình rồi này và mình không hoạt động âm nhạc nhiều hơn nữa, nhưng mà chắc chắn là cũng sẽ theo dõi âm nhạc nhiều đúng không? Ngoài cái công việc nghệ thuật thì Quỳnh Nga còn kinh doanh nữa. Cho nên là Quỳnh Nga cũng rất là thích âm nhạc và có biết một chút xíu thôi. Nói là biết nhiều chắc chắn là sẽ không biết nhiều mà các bạn hay theo dõi âm nhạc rồi. Nhưng có một chút Quỳnh Nga cũng theo dõi. Vâng, vậy thì dạo gần đây thì chị có để ý hay theo dõi những ca sĩ nào mà ở trên thế giới cũng như là Việt Nam mà chị yêu mến và nổi bật không? Hơi hướng âm nhạc của Quỳnh Nga là thích một chút K-pop. Vâng. Một chút Mỹ. Cho nên là Quỳnh Nga thì Quỳnh Nga cũng có theo dõi những cái ca sĩ, nghệ sĩ mà Quỳnh Nga thích. Vâng. Như là nếu như mà ở bên nước ngoài, bên Mỹ thì Quỳnh Nga có thích Britney Spears. Vâng. Mặc dù là trong cái thời gian vừa rồi thì Britney Spears không có hoạt động nghệ thuật quá nhiều, không có nhiều bài hát hit. Nhưng những cái thành quả của cô thì đến nay thì gần như vẫn chưa ai vượt qua được. Rồi K-pop cũng có. Và gần đây thì Quỳnh Nga có để ý một người nghệ sĩ Quỳnh Nga nghĩ rằng là cô gái này được mệnh danh một cái tên rất là hay là Họa Mi nước Anh. Nghe chị Quỳnh Nga nói đến Họa Mi nước Anh thì chắc chắn là các bạn khán giả cũng đoán được cô ấy là ai đúng không ạ? Và đó chính là nữ ca sĩ Adele. Và với nữ ca sĩ Adele thì gần đây cô ấy đã gọi là một sự trở lại bùng nổ với một ca khúc rất là đình đám. Chị Quỳnh Nga chắc chắn là cũng biết ca khúc vâng, đó chắc chắn rồi, đó chính là ca khúc Hello. Và Quỳnh Nga nghĩ rằng là với một ca sĩ rất là tài năng như vậy. Và sau một cái thời gian ngày xưa thì Quỳnh Nga có thích một ca khúc của cô ấy, đó là Sorry's Dead. Vâng. Ca khúc đấy rất là nổi tiếng và khi nghe thì mình muốn nhún nhảy theo. Rồi ạ. Còn ca khúc Hello này thì lại làm cho Quỳnh Nga cảm thấy rằng là khi mà nghe thì muốn hòa mình vào. Vâng. Và MV của nó thì cũng quá là tuyệt vời luôn. Vâng, đúng rồi ạ. Dạo gần đây nữa thì ở Việt Nam thì các ca sĩ của chúng ta cũng đã dần dần vươn ra thế giới qua những cái cuộc thi như là cuộc thi dành cho các nghệ sĩ châu Á đúng không ạ? Thì chị Quỳnh Nga có quan tâm về những cái chương trình đó? Các nghệ sĩ Việt Nam càng ngày càng phấn đấu cũng như là mọi người rất là chăm chỉ hoạt động nghệ thuật. Như trong thời gian vừa qua thì Đông Nhi là một ca sĩ nữ được trao giải nữ nghệ sĩ châu Á của mình được giải, thì Quỳnh Nga nghĩ rằng là đấy chính là những cái thành quả lao động của Đông Nhi được mọi người gọi là công nhận trong một năm cô ấy hoạt động miệt mài. Vâng. Và với những nữ ca sĩ trẻ như vậy thì đôi khi chị Quỳnh Nga nhìn lại thì có cảm thấy là một chút gì đó của mình thời tuổi trẻ không? Thật ra thì đôi khi là mình cũng cảm thấy rằng là mình cũng có những quãng thời gian mình phí, nếu như mình hoạt động nhiều hơn, hoạt động mạnh mẽ hơn thì chắc chắn rằng là mình cũng sẽ có những cái dành riêng cho bản thân. Nhưng mà bây giờ vẫn chưa muộn, Quỳnh Nga nghĩ là như vậy. Và các bạn đang xem truyền hình, các bạn đang muốn làm gì, các bạn đang có những dự định gì thì bây giờ không hề muộn một chút nào. Bây giờ chúng ta trở lại châu Á một chút. Là với châu Á thì Hàn Quốc có thể nói là một trong những gọi là nước có thế mạnh, nước âm có nhạc. Thế mạnh về âm nhạc. Chị Quỳnh Nga có đặc biệt thích ban nhạc hay là một ca sĩ nào đó không? Thật ra khi nhắc đến Hàn Quốc thì họ họ có một cái rất là hay là họ học hỏi những cái ở nước bạn nhưng khi đem về nước mình thì các bạn ấy xào nấu lại để thành cái là của các bạn ấy và không lẫn với cả ai được. Mà khi nhắc đến Hàn Quốc, MV màu sắc sống động và nó rất là tươi trẻ. Và Hàn Quốc thì cái nhóm mà Quỳnh Nga thích nhất, nhóm nam đó là Big Bang này. Còn nhóm nữ thì Quỳnh Nga lại thích một cái nhóm mà Quỳnh Nga nghĩ rằng là một số người rất là nhiều tranh luận, đó chính là nhóm Sita. Bởi vì là trong nhóm đấy có sự bốc lửa và có sự dịu dàng, không quá đình đám như SNSD. Nhưng khi nhắc đến nhóm này thì gần như ai cũng biết. Và hiện tại thì mọi người hay nói là ca sĩ trẻ của Việt Nam bây giờ thường bắt chước phong cách Hàn Quốc khá là nhiều.
thì liệu là chị Quỳnh Nga chị nghĩ như thế nào về cái vấn đề này? Quỳnh Nga nghĩ rằng là bắt chước hay là làm thành cái của mình thì nó cũng sẽ là một cái để mọi người học hỏi theo. Vâng. Rõ ràng là ngày xưa không chỉ nói đến âm nhạc, phim ảnh của mình cũng học nước ngoài. Đúng rồi. Và người Việt Nam mình phải đưa người sang nước ngoài để học. Thì vậy tại sao khi mà họ học hỏi mình lại không công nhận điều đó? Vâng. Nhưng mình học hỏi làm sao? Như Quỳnh Nga nói lúc nãy là bên Hàn Quốc họ giỏi là họ làm thành của họ. Vâng. Thì mình học hỏi để làm thành cái riêng của Việt Nam mình. Chắc chắn là ngày càng sẽ phát triển hơn, cũng như là ngày càng sẽ tạo thành cái riêng, cái tôi riêng của mỗi người, mỗi bạn. Và như bây giờ thì rất là nhiều những ca sĩ họ đi theo xu hướng đó là với dòng nhạc EDM khá là chất bây giờ. Đúng rồi. Và liệu rằng là chị Quỳnh Nga chị khi mà chị trở lại với âm nhạc thì mình có một sản phẩm nào đó với dự án EDM? Chắc chắn là có, vì Quỳnh Nga nghĩ rằng là với dòng nhạc này bất cứ một người nào kể cả là không có yêu âm nhạc lắm khi nghe cũng phải nhún nhảy theo. Vâng. Và Quỳnh Nga nghĩ rằng là cái dòng nhạc này sẽ làm cái dòng nhạc trong thời gian tới sẽ ngày càng phát triển hơn. Vâng. Và dòng nhạc này mọi người có thể thỏa sức sáng tạo theo ý của mình. Vâng. Hơn là so với cả dòng nhạc ballad. Trong thời điểm này thì Quỳnh Nga đang chuẩn bị có một cái dự án với một cái ca khúc mới để sẽ được giới thiệu đến quý vị khán giả trong thời gian sắp tới thôi. Một ca khúc nhạc ballad rất là nhẹ nhàng, và sau đó sẽ là đến một ca khúc EDM. Vâng. Và Quỳnh Nga hy vọng rằng với hai cái kế hoạch cuối cùng trong năm này thì Quỳnh Nga sẽ được mọi người ủng hộ. Và khi mà Quỳnh Nga trở lại thì sẽ mạnh mẽ hơn, sẽ như bão tố và mong mọi người sẽ yêu Quỳnh Nga nhiều hơn. Đó là một lời kêu gọi của ca sĩ Quỳnh Nga khi mà cuối năm chị đã cố gắng dồn hết công sức của mình để cho ra những sản phẩm âm nhạc. Và đầu năm 2016 chắc chắn rồi các bạn phải ủng hộ nữ ca sĩ Quỳnh Nga của chúng ta, đúng không ạ? Vậy còn điện ảnh thì sao? Chị có nghĩ là mình sẽ trở lại với một bộ phim nào đó không? Thật ra thì Quỳnh Nga cũng đã có ý định quay trở lại với cả điện ảnh. Thì khi Quỳnh Nga bắt đầu trở lại thì Quỳnh Nga cũng nghĩ rằng là bây giờ nếu có phim mà mời mình thì chắc chắn là mình sẽ nhận là lời đọc kịch bản trước đã. Và nếu như kịch bản đấy đủ làm Quỳnh Nga lôi cuốn thì chắc chắn cũng sẽ làm đủ làm khán giả lôi cuốn và Quỳnh Nga sẽ nhận lời. Và rất là cảm ơn những chia sẻ ngày hôm nay của chị Quỳnh Nga, cũng như là chúng ta cũng đã trò chuyện khá là nhiều về âm nhạc từ quốc tế này cho đến Việt Nam, đúng không ạ? Quỳnh Nga nghĩ rằng là khi mọi người xem chương trình Music Face thì đây sẽ là một chương trình mọi người gắn kết nhau nhiều hơn, gặp gỡ những người nghệ sĩ như Quỳnh Nga, và hơn hết là sẽ học hỏi thêm nhiều kiến thức âm nhạc. Các bạn thân mến, cuộc trò chuyện hết sức vui vẻ vừa rồi cùng với cả nữ ca sĩ Quỳnh Nga cũng đã khép lại chương trình Music Face tuần này. Và chương trình Music Face này là chương trình cuối cùng của năm 2015. Và xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.